Chào các bạn, hôm nay thì mình rất vui khi được quay trở lại để chia sẻ với các bạn về công dụng của tỏi cũng như là một cái bài thuốc dân gian giúp cho chúng ta bổ sung được cái kháng sinh tự nhiên cho cơ thể, giúp phòng ngừa các cái bệnh về cảm lạnh, cảm cúm hay là hỗ trợ cho chúng ta tăng cường được sức đề kháng để vượt qua đại dịch này một cách đơn giản nhất. Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm bài thuốc này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay hãy cùng vào bếp với mình để làm một cái bài thuốc làm kháng sinh tự nhiên cho cơ thể rất là hiệu quả các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 150g tỏi tươi. Tỏi này thì các bạn lựa chọn tỏi tía nhé. Tỏi ta ấy thì cái phần tỏi nó có cái đặc tính cay nồng, nó rất là hiệu quả diệt virus cực kỳ tốt các bạn nhé. Còn tỏi tàu thì thường là nó không cay, không gì cả. Và mình nên lựa chọn cái phần tỏi ta, nó rất rất là thơm và ngon. Và trước khi đi vào cái bài thuốc này thì mình sẽ nói sơ qua về cái công dụng của tỏi để tất cả các bạn cùng hiểu rõ hơn về nó các bạn nhé. Ở đây thì tỏi được coi là một cái loại thuốc kháng virus, kháng khuẩn và kháng nấm rất hiệu quả. Bởi vì trong cái bản thân của tỏi nó có một cái chất người ta gọi là allicin. Cái allicin này thì nó có chính là một cái thành phần chính để giúp chống lại các cái vi khuẩn virus, bởi vì nó tạo ra được một cái loại kháng sinh tự nhiên cho cơ thể. Và đặc biệt trong thành phần của tỏi nó còn có hợp chất lưu huỳnh giúp ngăn ngừa bệnh tật rất là hiệu quả các bạn nhé. Và ở đây thì tỏi từ lâu đời nó được coi như là một cái sản phẩm, một cái thực phẩm rất hoàn hảo của tự nhiên để chống lại các cái căn bệnh như là cảm lạnh này, cúm, viêm họng, vi khuẩn gây nhiễm phổi, ung thư liên quan đến virus. Và ở đây thì tỏi nó cũng có cái tác dụng đó là loại trừ các cái kim loại nặng ra khỏi cơ thể các bạn nhé. Chính vì vậy mà mình mới chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc tự nhiên giúp cho cơ thể của chúng ta tự chữa lành rất là tốt. Nhưng mà khi mà các bạn bị mắc Covid ấy, thì thường là chúng ta sẽ có triệu chứng ho. Có người ho nhiều, có người ho ít. Tuy nhiên khi mà bị ho nhiều thì các bạn vẫn nên sử dụng thuốc nhé. Vẫn nên sử dụng thuốc và kết hợp với những cái bài thuốc tự nhiên như thế này để cơ thể của chúng ta nhanh chóng được hồi phục hơn. Và tỏi này thì sẽ kết hợp cùng với mật ong. Mật ong ở đây thì mình xin chia sẻ với các bạn, nó chính là một cái loại đường tự nhiên của thiên nhiên ban tặng cho con người các bạn ạ. Bởi vì thực chất trong cái thành phần của mật ong nó chính là một cái lượng đường tự nhiên rất là lớn, cung cấp và giúp cho cơ thể hấp thụ được trực tiếp luôn cái nguồn năng lượng dồi dào từ mật ong các bạn nhé. Và trong thành phần của mật ong nó còn có các cái acid này, amin này, các loại vitamin. Khi kết hợp cùng với tỏi nó tạo ra một cái bài thuốc trị ho cực kỳ hiệu quả. Làm sao để chúng ta có thể làm được cái bài thuốc này thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình 150g tỏi nhé và 150g mật ong. Tỏi này thì các bạn sẽ lột hết cái phần vỏ đi cho mình. Nhà mình thì vừa ăn tỏi ngâm mật ong, có những lúc thì mình ăn luôn cả tỏi sống luôn. Và các bạn yên tâm, mỗi một cái tép tỏi dù to hay nhỏ thì nó đều chứa các cái thành phần như nhau. Cho nên là các bạn không lo là tỏi có tép lớn, tép nhỏ thì mình ăn tép nào. Đấy, nó rất là tốt cho cơ thể của mình. Và cái quan trọng nhất đó là mình phải lắng nghe được cơ thể mình, xem là cơ thể mình nó hiện tại như thế nào, cần bổ sung thuốc gì không. Còn nếu như mà bị bình thường, không triệu chứng thì các bạn chỉ cần bổ sung thêm các cái thực phẩm từ thiên nhiên như là tỏi này, gừng này, mật ong. Hoặc là một buổi sáng các bạn uống một tách trà chanh, trà chanh ấm mật ong nhá, nó có tác dụng đó là thải độc cho gan rất hiệu quả. Và cái chanh khi mà các bạn uống khi bụng rỗng ấy thì nó sẽ làm kết tủa các cái độc tố ở trong gan và đào thải qua đường đại tiện và tiểu tiện. Đấy. Cho nên là mình đã giữ được cái thói quen uống trà chanh ấm được hơn một năm rồi, kết hợp với cả ăn tỏi gừng
thường xuyên này giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường được hệ miễn dịch rất là tốt. Sau khi mà các bạn đã bóc xong được cái phần tỏi như thế này rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Tuy nhiên trước đó thì mình sẽ nói qua về cái hiệu quả tốt nhất khi mà các bạn sử dụng tỏi nhé. Nếu ăn được cay thì hãy ăn ngay một cái tép tỏi như thế này. Nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nhận được gần 100% cái lượng allicin ở trong mỗi một cái tép tỏi này. Và đừng lo lắng là nó không ngon, bởi vì nó rất là ngon các bạn ạ. Nó cực kỳ ngon và cực kỳ tốt cho cơ thể của chúng ta. Lúc đầu ăn thì các bạn sẽ có cảm giác nó hơi cay một chút, cay hơn ớt các bạn nhé, cay hơn ớt. Tuy nhiên cái tác dụng của nó thì thật tuyệt vời. Chính vì vậy mà mình khuyến khích các bạn nên sử dụng 1 đến 2 tép tỏi tươi như thế này vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Các bạn hãy sử dụng ngay như thế này để không những có tác dụng đó là tăng cường sức đề kháng, diệt virus, diệt vi khuẩn, chẳng may mà mình có lỡ bị đấy, thì mình làm cái này nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể được hồi phục nhanh hơn và tốt hơn các bạn nhé. Tốt nhất vẫn là ăn tỏi sống như thế này. Và nếu các bạn có bất cứ các cái cảm giác, ví dụ như là đau họng này, cảm lạnh, cúm, hoặc là cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, hãy ăn ngay một cái tép tỏi như thế này ngày 3 lần. Đấy, ngày 3 lần vào sáng, trưa, tối, các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể của mình nó đỡ ngay luôn ấy. Đấy. Và cho đến khi mà các bạn cảm thấy tốt hơn thì các bạn có thể chuyển sang làm cái bài thuốc này nhé. Để làm được bài thuốc này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái cối xay sinh tố. Các bạn có thể thái lát hoặc là đấy. Tuy nhiên các bạn xay như thế này thì các bạn sẽ ăn được ngay. Các bạn sẽ thêm vào đây 150ml mật ong và xay nhuyễn. Hãy xay nhuyễn ra như này và cho vào một cái tô nhé. Các bạn sẽ sử dụng ngay sau khi mà chúng ta vừa mới xay xong như vậy. Nhìn đã thấy ngon và hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Và mỗi một lần thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một muỗng cà phê như thế này. Đấy, đây là một cái phương pháp chữa lành bằng tự nhiên rất là hiệu quả và tốt cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là bổ sung được cái kháng sinh tự nhiên cho cơ thể, phòng chống các bệnh cảm cúm cũng như là tiêu diệt được các cái tế bào ung thư. Và mình đang có một cái kênh mới cũng chia sẻ về cái vấn đề này. Sau khi mà xay xong như thế này rồi thì cách sử dụng như thế nào? Mỗi một lần các bạn sử dụng thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một muỗng cà phê như thế này và sử dụng vào, nếu như mà chúng ta đang bị cảm cúm nhá, đang bị ho khó chịu thì một ngày các bạn sử dụng 3 lần, mỗi một lần một muỗng cà phê. Và mình cũng có những cái câu hỏi là các bé có sử dụng được không, thì tùy theo cái khả năng mà con có thể ăn được cay hay là không các bạn nhé, để chúng ta áp dụng cho nó hiệu quả. Nếu như mà con còn nhỏ dưới 5 tuổi ấy, thì mình nghĩ là các bạn phải động viên các con rất là nhiều. Còn trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì không sử dụng được phương pháp này các bạn nhé. Trên 1 tuổi rồi thì các bạn mới có thể sử dụng được. Và trên 1 tuổi thì mỗi một lần các bạn chỉ sử dụng 1/3 muỗng cà phê như thế này thôi. Còn các bé lớn hơn trên 5 tuổi đã nhận thức được về các cái đồ ăn, đồ uống như thế này thì các bạn có thể cho con áp dụng nhé. Đấy. Và tốt nhất vẫn là chúng ta sử dụng tỏi tươi ngay được thì là tốt. Còn nếu như mà ho nhiều, khó chịu nhiều thì các bạn hãy áp dụng cái bài thuốc này để không những tăng cường được cái kháng sinh tự nhiên cho cơ thể mà nó còn giúp cho long đờm rất là hiệu quả. Đó. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình, cũng như là mình mong muốn các bạn sẽ nhận được thật nhiều giá trị
từ video này, vì những cái chia sẻ của mình. Và một lần nữa, mình rất mong muốn nếu như mà các bạn thấy thích video này, đừng quên bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và giúp kênh phát triển ngày một tốt hơn. Và nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới của video này, mình sẽ giải đáp. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an.